Rồng con ơi. Không, nó không ăn luôn. Tưởng nó đâu rồi á. Tuổi lôn. Không có mắt. Ờ, à, cái gì hết ta? Ủa đâu hết rồi á? À đây nè. Tôi đi quân, ta mày về thủ. Chết đó, chết đó. Quân xuống rồng quân ơi, chạy qua rồng. Ăn rồng mấy tao này. Tao có quân mọc hồi như điện em ơi. Qua rồng. Quốc rồng. Rồi xong. Thôi đi. Lùi đi quân. Bắn luôn, hay quá. Mới ghê vậy. Về đi. Nó tuyệt quá luôn không? Quá để tao lên ấm chết mẹ làm giờ. Đậu. Quá ghê mà em. Canh top kìa, cũng tỷ Yasuo kìa. Quân ơi lên top quân ơi. Ê mày ngáo vậy. 10 giây nữa tao mới ra á. Cho bê chậu đi. Ê mốt tinh gió rồi mà. Thôi chết chưa lính đi. Rồi.
đi. Má giờ tụi mình gấu phải lên. Má đéo chết nổi luôn á. Chết rồi, nó phải rồi. Quân, quân đỉnh nha. Đếm chết luôn. Baron luôn ơi. Qua Baron luôn, qua Baron luôn, kẻ nó. Baron, 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 đi Baron. Kìa. Baron luôn ơi, Baron. Đừng có AK rồi mà, nãy giờ mình không để ý. Vô ăn Baron. Ê, đùm quá, sao nó cấp 12 rồi. Tôi cấp 12, 13 rồi sao? Ủa sao này mới cấp 12 rồi nè? Thì mới thấy tao rồi, chứ không phải hẻ luôn. Tao đấm nó thôi, tao đéo tôi biết. Ngặt như vậy. Nó tình thầu quá, tình tồn. Chết luôn. Thôi, thầu quá. Baron luôn á, đi ăn Baron với ta, tao mày ăn đủ mà, đi xuống Baron đi. Baron, Baron, tao mày ăn là tụi nó xuống rồi. Ủa quân tai kìa đó. Ủa sao thằng em, thằng Trần nó cấp 12 ta. Cấp cao quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.